Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Ok, thì hôm nay là ngày 23 tháng Chạp rồi các bạn ơi. Hôm nay là ngày đôm táo về trời rồi nè. Thì mấy bạn đã chuẩn bị gì để đưa ông táo về trời hay chưa ha? Thì mấy anh em đồng ngư của mình á thì nuôi cá bảy màu đúng không? Thì cái ngày này nếu mà một cá chép mà hết rồi thì phải cho ông táo cởi ông táo đi về trời bằng con cá bảy màu thôi bạn. Nói chứ sàm sàm xíu thôi ha, chứ ông táo hồi xưa giờ là cởi cá chép đi về trời để tâu với trời ha, tâu với Ngọc Hoàng, chứ ai mà đi cởi cá bảy màu cá ruby đâu. Rồi, thì sàm sàm xíu cho các bạn đỡ buồn thôi. Thì hôm nay 23 Tết rồi thì sáng hôm nay mình sẽ làm cái gì cho mấy bạn xem đây, mình quay cái gì cho các bạn xem đây ha. Thì mấy bạn đâu còn xa lạ với cái hồ này của mình đâu đúng không, đâu còn xa lạ gì với cái hồ này đâu. Đó thì hôm nay á mình sẽ quay cái clip, mình sẽ trang trí cái hồ này đón Tết ha. Đó, mình quay cái trang trí cái hồ này của mình lại để đón Tết nè. Đó thì trang trí bằng cách nào thì cũng trồng cây thôi, trồng mấy cây thủy sinh lên cho đẹp thôi các bạn. Nè thì trước mặt mấy bạn là có mấy cây thủy sinh nè. Đó, giống như nhà mình thì mua cây về trang trí trong nhà đúng không? Thì hồ cá cũng vậy nữa, trồng cây lên trang trí cho nó Tết cho nó đẹp, cho nó sinh động thôi các bạn ha. Thì sẵn đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn mấy cái cây thủy sinh mà bạn mình đó, nó cho mình nè, cũng hay lắm nha các bạn. Mình muốn giới thiệu cho các bạn mấy cái cây này nè, chắc mấy bạn biết rồi, mấy bạn nuôi ở ngoài trời là biết chắc cái cây này rồi, hoặc là chơi lâu là biết cây thủy trúc đó mấy bạn. Cây này là cây thủy trúc Việt Nam ha. Đó, nó có cây thủy trúc của Thái nữa. Cây thủy trúc của Thái thì ở trên mấy cái lá này nó có bông 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 cũng đẹp lắm, nhưng mà mình sẽ xài cái loại cây thủy trúc của Việt Nam. Thì cái cây này á nó có tác dụng gì các bạn biết không? Mấy bạn thấy cái bộ rễ nè, nó là để lọc nước rất là tốt nha các bạn. Mấy bạn nào mà nuôi ngoài trời giống như cái hồ của mình nữa đó, cắm xuống rồi cắm xuống một cái giá thể nền sỏi đồ đó, không cần đất nữa, không cần đất cát phân gì hết đó, cứ cắm vô cái sỏi nào để cho nó đứng lên là được, là tự dưới là nó mọc rồi. Cây này cái sức sống nó rất là mạnh mấy bạn, cái bộ rễ nè thì nó lọc nước rất là tốt nha các bạn. Cái này giống như là coi cái bộ bộ lọc mà sinh học đó, không cần mà bộ mấy cái lọc khác, giống như là mình nuôi hồ kiến này nọ ha, còn nuôi hồ xi măng á, cái này cây này nó lọc nước rất là tốt luôn. Thì đó, cái này cũng mình cũng biết lâu rồi, thì hôm nay có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, rồi chút xíu mình trồng vô cho nó đẹp ha các bạn ha. Rồi mấy cây này, mấy cây thủy sinh khác thôi, bạn mình nó cho mình nè. Cây này thấy không có đẹp lắm, cây này cây là gông tím á các bạn, để mình nuôi ở ngoài thôi mình không trồng ha, thấy không có màu tím vậy, cái rong thân thân tím hay gì đó kệ nó đi. Còn cái cây này là cây thủy quỳnh nha các bạn, mình không biết nó còn sống không, sao thấy nó đơ đơ, mình ngâm từ tối hôm qua giờ á. Đây là cây thủy quỳnh, còn này là ấu thái, mấy bạn biết rồi ha, ấu thái nó không lạ gì hết. Còn cái cây này cũng mình thấy cũng thấy đẹp nữa các bạn, cây rong xương cá đó, này cho mấy bạn chơi thủy sinh á, để lát coi mình trồng vô được hay không. Xin lỗi bạn, hôm nay bệnh quá. Đó thì mình hôm nay mình sẽ trang trí cho cái hồ để đón Tết ha, quay cho các bạn xem chơi luôn. Ok thì giờ bắt tay vô mình làm luôn. Thì mấy cái loại cây này mà không cần trồng, không cần phân nền đất gì hết, chỉ cần ra cắm nó vô một cái giá thể nào đó, đất rồi sỏi hay gì là cũng được ha các bạn ha, là nó sống à. Nè, cái cây này nó lọc rất là tốt ha. Thì bây giờ mình trồng đi rồi mốt mình kiểm nghiệm sao, kiểm nghiệm cho các bạn xem sao ha. Cái này để mình chuẩn bị một ít sỏi nhâm thạch để mình
trồng nó nè. Ok, thì giờ mình trồng ha. Cây này để mình trồng cắm ở đâu cho đẹp ta? Cắm ngay gốc đi. Bộ rễ nó quá trời lớn bự luôn các bạn ơi. Để coi mình cắm xuống như sao đây. Cắm đại xuống giờ chưa biết sao giờ. Đó. Rồi để mình chải cái lớp nham thạch này lên cho nó đè lại. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn, không có cần phải trồng, không phải cần phải có phân nền gì đâu, vậy là nó đủ sống rồi đó. Đó, hôm nay á mình bệnh mình nói chuyện hơi nhỏ, các bạn thông cảm nha. Nó chỉ cần cắm vậy vô thôi các bạn ơi. Cắm rồi chải miếng đất lên vậy thôi nè. Đó, ok, mấy bạn thấy đẹp không? Trồng thời gian á, tụi này nó phát triển nó mọc nhánh nảy nảy nhánh ra rất là nhiều ha. Ok, để giờ tiếp mình trồng tiếp cái cây thủy quỳnh này coi. Nó làm có một tay khó quá mấy bạn ơi. Cây này cũng lọc nước số 1 luôn ha. Nay mình giới thiệu cho các bạn mấy cây nó lọc nước nó hơi bị nhiều quá. Nó ăn vô cái miếng bông gòn này luôn nè các bạn. Cái bộ rễ nó ăn vô cái miếng bông gòn này luôn, bởi vậy lấy ra rất là khó ha. Đã vậy còn làm có con tay nữa chứ bà mẹ nữa. À, nó gói như cái đống bùi nhùi vậy. Rồi các bạn, mình trồng chỉ cần nhánh này thôi được rồi. Mình trồng chỉ cần nhánh này thôi ha. Trồng ở đây đi. Này nó héo rồi không biết sống nổi không đây. Ok, cắm xuống đất. Lấy miếng này rải lên, lấy miếng nham thạch rải lên để chặn nó lại thôi. Thấy cây này giống như nó héo rồi các bạn ơi.
Để từ hôm qua giờ không biết có chết hay không. Ok thôi cứ trồng đại đi, hên xui ha. Hên xui nó sống thì nó sống, còn không thôi. Mình chủ yếu là mình cái cây này nè, cây thủy trúc nè. Ê, cây đúng rồi, cây thủy trúc. Thủy không à, này thủy trúc, còn cái này thủy quỳnh. Thủy quỳnh nó tựa tựa bèo nhật ha. Rồi ok, giờ mình trồng thêm cây ấu thái nữa thôi được rồi. Cái ấu thái cái bộ rễ của nó cũng kinh khủng luôn mấy bạn. Quá trời bộ rễ. Mấy cây này toàn lọc nước không á, tốt lắm á. Với lại cái ấu thái này nó có tác dụng mà mấy bạn trồng ngoài trời á, nó làm cái chỗ che nắng cho cá cũng tốt lắm. Cái này dài quá các bạn, để mình lấy cái kéo mình cắt đỡ bớt nha. Cái này bộ rễ dài quá, lấy kéo cắt đỡ bớt đi. Rồi, nhiêu đây cắm xuống là đủ rồi các bạn. Còn miếng chính giữa là cắm cây này xuống luôn. Rồi, ok, thì cơ bản thì nó cũng đã xong rồi các bạn. Mình cắm xuống đại dưới đất, dưới cái lớp nham thạch vậy đó. Sống hay sống kệ nó đi, để mấy ngày nữa mình biết liền ha các bạn ha. Quan trọng thì mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn cái cây này thôi nè, cái cây thủy trúc á. Đó, để nuôi hồ những cái hồ ngoài trời nè, mốt nó lọc nước rất là tốt, tự động nó lọc luôn ha. Đó thì nó thấy trồng mấy cái cây này lên thì thấy nó sinh động hơn xíu hả các bạn. Cái đống bùi nhùi này mấy bạn, nếu mà để, nếu mà nó sống á, mốt nó phát triển ra rất là đẹp, thành cái bụi rất là đẹp ha. Thì cứ để vậy, cứ để yên vậy thử coi làm sao. Mình thì trồng đại xuống thử coi ha. Ok thì thôi, mình xin kết thúc video clip ở đây ha. Rồi thì hôm nay mình nhắc lại lần nữa, hôm nay là ngày đưa ông táo về trời á, thì mình chúc tất cả các bạn và gia đình thì sắp tới có một cái Tết thật là yên vui hạnh phúc ha, ấm no này nọ, sức khỏe dồi dào ha, có sức khỏe là có tất cả nha mấy bạn. Đó thì thôi
Hôm nay mấy bạn chuẩn bị để đưa đồ để đưa ông Táo về trời đi nha. Nhớ là đừng có lấy cá bảy màu cho ổng cởi về nha. Mình nói giỡn vậy thôi đó. Ok, bye bye. Bye bye em bạn nha. Bye bye.